Chào buổi tối tất cả các bác, cảm ơn các bác đã quay trở lại xem kênh của Đồ Nhật Thanh Huyền. Vâng, đã lâu rồi thì Đồ Nhật Thanh Huyền không lên sóng một cái em nồi cơm 1 lít 8. Và hôm nay thì shop lên sóng một em nồi cơm 1 lít 8 của hãng Toshiba nha các bác. Toshiba IH gia lì chân khung này các bác nhìn thấy không ạ? IH nghĩa là cao tần này, gia lì là áp suất và chân khung nghĩa là hút chân không. Nồi này thì có ba cái công nghệ như vậy và trong quá trình nấu thì nồi sẽ hút hết không khí ở trong nồi ra nha các bác. Hút ra từ bên trong và hút ra ngoài. Đó, thì cái đèn hút chân không nó sẽ chiếu sáng cũng như là gì? Nó có tiếng kêu e nhá. E lỗ thoát đấy các bạn. Em này thì là nồi 1 lít 8 thì nhà bác nào mà đông người ấy, thì có thể là thêm sự lựa chọn đối với cái em 1 lít 8 này. Nồi cực kỳ là dày nha các bác. Đã nhắc đến nồi cơm của hãng Toshiba thì nồi luôn luôn là rất là dày dặn luôn. Bắt từ rất là tốt và giữ nhiệt thì cực kỳ là bền bỉ rất là lâu luôn các bác nhé. Bên ngoài cháo màu đồng này, chúng ta xem bên trong. Xoay quay rất kỹ các bác nhìn luôn. Có một cái vết như các bác đã thấy này. Đó, nhưng mà cái em này thì rất là nặng tay. Đây là một cái son không các bác nhá, mà shop đã phải gồng tay lên này rồi. Đối với các chị em phụ nữ hay là các cô dì bác gái ấy, mà bê cái son này cũng rất là nặng. Đặc biệt là khi mà có cơm nha, có cơm ở bên trong này thì còn nặng hơn nữa. Và nhà bác nào thì đông người có thể dùng đến em này được. Vâng, và cái gioăng đây chúng ta cùng tìm hiểu xem cái gioăng ở trên. Một cái em gioăng cũng khá là ok nha các bác. Shop quay rất kỹ luôn, các bác nhìn rõ không ạ? Không có bị nứt rách gì. Đằng sau là một bi này. Bơm hút và có cái lỗ là các bác nhìn thấy không ạ? Có một cái lỗ ở đây để hút không khí. Ở đằng sau cái bơm đây. Đây các bác thấy không ạ? Rồi, một cái em nồi cơm chuyên dành cho nhà bác nào mà đa thế hệ đông người ăn. Bên ngoài thì đã được dán dịch tiếng Việt rồi. Màu ở bên ngoài là màu vàng nhạt nha các bác. Màu vàng nhạt. Viền nhựa màu trắng. Nồi thì có công suất là 1.300W. Các bác nhìn thấy rõ không? 1.300W là use only in Japan. Nghĩa là chỉ sử dụng duy nhất tại Nhật Bản. Duy nhất tại Nhật Bản nha các bác. Vì con nồi này thì công suất là 1.300W và sử dụng điện 100V mà chúng ta nên cắm qua một cái đổi nguồn 2.000V A trở lên nha các bác. Nên cắm qua một cái đổi nguồn 2.000V A. Tại sao sắp nói thế? Vì cái đổi nguồn thì không bao giờ họ đóng đủ 100% đâu các bạn. Ví dụ như là đổi nguồn 1.500V A thì công suất chỉ được đạt tối đa là 1.200W mà thôi. Chỉ đóng khoảng 80% thôi. Nên là 1.300W dùng cái nồi này 1.300W mà chúng ta dùng một cái đổi nguồn 1.500V A là sẽ không đủ công suất các bác ạ. Cái nắp hơi này các bạn. Shop quay rất kỹ cho bác luôn. Và với cái mùa Vu Lan, mùa hiếu hạnh cũng như là chào đón ngày Quốc khánh của Việt Nam mình mùng 2 tháng 9 năm 2022 thì Đồ Nhật Thanh Huyền đang để giá cái em này là một cái giá là 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng và bảo hành 6 tháng hỗ trợ trọn đời sau bảo hành nha các bác. Và em nồi này thì có một cái, ngoài những cái ưu điểm mà shop vừa nói ra, cơm rất là ngon, lòng nồi dày ra như thế, thì có một cái nhược điểm một xíu là các bác nhìn thấy này. Đây là cái nhược điểm này mà chúng ta có thể là mua về và có thể khắc phục, sử dụng quen. Bình thường nếu như mà chúng ta ấn cái nẫy này thì nắp của nồi nó sẽ bật lên. Và có những con nó sẽ bật lên hẳn lên trên này. Rất là mạnh luôn. Nhưng mà riêng cái em này thì cái lò xo ở bên trong nó bị gãy rồi. Cái lò xo bên trong và đằng sau ấy nó bị gãy rồi nên chúng ta phải dùng tay để mà đẩy nó lên các bác nhé. Đẩy hết cỡ ra đằng sau thì nắp nó sẽ giữ ok luôn. Đó. Còn bình thường là chúng ta sẽ ấn xuống cái này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử của em này xem như thế nào nhé. Vâng, shop thì vừa mới cắm điện vào cái em nồi cơm này xong. Và đây là một cái em nồi cơm hoàn toàn là zin nguyên bản. Sau khi cắm điện vào chúng ta sẽ nhìn thấy này, nó nhấp nháy và có chữ ở trong ô này chính là chữ chân khung, nghĩa là hút chân không nha các bác. Và mặc định là chế độ gạo trắng nấu thường của gạo trắng, và chúng ta có thể chọn sang các chế độ khác như là chế độ nấu cứng này. Đây xin lỗi, đây là chế độ nấu nhanh này, nấu sôi,
hỗn hợp gạo lứt nảy mầm, cháo gạo lứt này, cháo này, gạo trắng này, các bác nhìn thấy không? Có rất nhiều luôn. Và bên trái này chúng ta có thể dùng cái menu ở trên này, đó, nấu thường này, nấu cứng, nấu cơm cháy nhá. Đặc biệt cái em nồi cơm này có chế độ nấu cơm cháy, đó, có rất nhiều luôn, nấu mềm dẻo đều có hết nha các bác. Và chúng ta khi mà sử dụng cái hàng cột bên trái màn hình này thì chúng ta sẽ dùng cái nút menu trái này, các bác nhìn thấy hai chữ giống nhau không ạ? Và khi chúng ta dùng cột bên phải này thì chúng ta sẽ dùng cái nút menu ở phía dưới này, có hai chữ này y chang nhau, là chính là menu đó. Và bây giờ thì shop sẽ test ở cái chế độ nấu nhanh để chúng ta sẽ thử xem là em này khi nấu nhanh thì nấu cơm thì cái độ xoang kín thế nào. Còn đây là chế độ ủ nha các bác. Rồi ok, hoạt động tốt tất cả các chức năng luôn. Ấm một lần chế độ nấu nhanh. Ok, chúng ta sẽ nghe tính tách khóa áp suất và đèn áp, đèn hút chân không màu xanh sáng rực lên cho các bác nhìn thấy luôn. Màu rất là bắt mắt và có tiếng kêu e e một xíu nha các bác. Và cái sóng xung điện cao tần này nghe rất là mạnh mẽ luôn. Chúng ta đợi một xíu để kiểm tra cái hơi nha. Vâng, thưa các bác, là nồi đã sôi lên rồi, các bác nhìn thấy không ạ? Rồi, hơi đã thoát ra ngoài lỗ nắp hơi bên trái này. Ok, tay đây là tay shop vừa mới rửa nước nhá. Chứ còn nếu như mà có xì hơi thì không có cái chuyện là tay shop có thể để được như thế này. Các bác chắc là chắn là đã hiểu điều này đúng không ạ? Đó, đang sôi lên sùng sục luôn. Và em này thì vẫn được bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành nha các bác. Vì đây là mùa Vu Lan hiếu hạnh nên là Đồ Nhật Thanh Huyền đang tạo điều kiện hết sức có thể cho các bác để có thể mua được những cái con nồi cơm nấu cơm ngon nhất về cho cha mẹ của mình sử dụng những cái nồi cơm ngon và có những cái bữa cơm ăn thật là ngon bên cạnh gia đình mình, đúng không ạ? Vâng, và mọi chi tiết thì các bác cứ liên lạc qua Đồ Nhật Thanh Huyền qua số điện thoại 0936 811 346. Và hotline này thì có số điện thoại Zalo nha các bác. Các bác có thể nhắn tin qua Zalo hoặc cũng có thể đến xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9 ngõ 114 đường Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền. Xin chào ạ.